Rap ngữ văn rap học các nghề học các tác giả lòng văn thầy nhập nghe trong thằng tiêu biểu trong cả hai cuộc kháng chiến gắn bó với Tây Nguyên thở xây trên tiếng tất cả ngọn cao hơi hướng sự thi là man Tô Hoài là một cây bút xuất sắc trong nền văn học Việt Nam phần lớn các tác phẩm của ông thiên về viết diễn tả thật trong cuộc sống đời thường sự thật trong đề tài nội dung sáng tác kết hợp với lối chân thuật tài hò phong từ sinh động của một con người cần trai và đặc biệt là vốn thực tế về phong tục tập quán ở các vùng miền khác nhau đã làm nên nét hấp dẫn trong bài Tùng Lộc Tư là một trong những nhà văn chuyên viết về bút ký là một nhà văn